Tính đến thời điểm này, việc tổ chức thu hoạch và tiêu thụ kịp thời vụ lúa đông xuân là rất quan trọng nhằm tạo tiền đề thuận lợi cho các vụ lúa hè thu và thu đông. Vụ đông xuân 2021-2022, thành phố Cần Thơ đã xuống giống gieo trồng được 76.039 hecta lúa, vượt 0,47% so với kế hoạch. Các giống lúa được nông dân sử dụng gieo xạ trong vụ này chủ yếu là các loại lúa cho gạo thơm ngon và chất lượng cao, với tỷ lệ chiếm trên 95% tổng diện tích hiện lúa chủ yếu trong giai đoạn trổ đều, chắc xanh đến chín và thu hoạch. Dự kiến, từ khoảng giữa tháng 2 năm 2022, lúa đông xuân tại thành phố Cần Thơ sẽ bước vào thu hoạch rộ. Hiện nay, nông dân và các hợp tác xã nông nghiệp và ngành nông nghiệp các địa phương cần tiếp tục làm tốt công tác điều tiết nước cho ruộng lúa và tạo thông thoáng cho các kênh mương thủy lợi để thuận lợi thu hoạch lúa bằng máy móc cơ giới, vận chuyển lúa và các thiết bị vật tư bằng đường thủy tích cực hỗ trợ kết nối nông dân với các doanh nghiệp và đơn vị thu mua lúa để bà con sớm thỏa thuận được giá bán nhằm thu hoạch tiêu thụ lúa kịp thời